Trời ơi trời ơi, hổm giờ mình nghe nói là có trò chơi mới trong Play Together, mà hổm giờ là mình tới cổ quá, mình ớt cũng lâu lắm luôn rồi đó. Lu bu quá cho nên không có thời gian chơi luôn á. Bây giờ là mình sẽ vô chơi thử, trải nghiệm thử nha. Lần nào đi mình chơi. Chơi ném tuyết hả? À, có cái chỗ thằng kia chơi hả mọi người? Một lát nữa thì mình sẽ công bố cái kết quả quà tặng. Cái gói này nha, gói bịch tai thỏ này nè, với lại cái áo khoác, hai cái gói này. Nên là bạn nào mà chưa comment trong video shop thì nhanh chân làm theo các bước để nhận hai cái gói này nha mọi người. Hôm bữa mình coi tin tức là có tổ chức cuộc thi trong cái trò game này nè. Nói game mới luôn mà không biết chơi sao. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm. Lần đầu tôi chơi, hy vọng là mọi người đừng cười nha. Ui, cái hộp thính. Ủa, sao giống trong game PUBG với BOBG mọi người. Thấy hộp thính là thấy khoái khoái rồi đó. Này chơi sao ta? Ủa, có mấy thùng tuyết nữa nè. Ê, rồi, mình thấy cái súng rồi. À, cái súng. Ôi ôi. Ủa bắn sao? Trời ơi, đúng. Quên cách bắn luôn, cái này phải kéo kéo đi. Trời ơi, rồi xong rồi. Bùm. Mới vô là chết rồi, không biết sao luôn mọi người. Từ từ, ủa cái này là sao, hồi sinh? Hồi sinh là sao ta? Rồi, ao luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chơi lại nha. Hơi su một xíu, lần nào chơi. Hồi nãy là có mình thấy có súng rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tái sinh ở đây. Ui trời ơi, vũ khí mà có con cáo màu vàng vàng nữa. Chơi sao ta? À cái này trái bơm. Đúng rồi, cái này là trái bơm các bạn ơi. Không có. Ủa khi mình ném bơm thì muốn tắt cái bơm này tắt sao ta? Không biết chỗ tắt luôn. Đó mình ném bơm nè. Chơi hơi si đa xíu. Còn cái này là cái gì đây? À cái này là ném. Ui 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 ui. Mình phải gom nhiều cái năng lượng này. Thì cái này lên máu mọi người. Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa? Rồi một phát chết luôn, cầm cái con cá. Tính ra chưa kịp chơi luôn trời, chết đi đai luôn rồi. Cái này mình thấy cuộc thi này nó cũng hơi khó nha. Từ từ, mình chưa làm quen. Từ từ phải chơi dần dần mới chơi hai trận đó mọi người. Yo thai. Hồi sinh khúc trên rồi. Này phải đi kiếm súng liền, đi kiếm súng. Trời ơi. A à, hồng thính kế bên mình luôn. Vô lụm hồng thính liền. Trời ơi, gì đây, quá trời đồ biết luôn rồi. Đây xịn rồi, cái con cá màu vàng vàng này là ôi. Con cá màu vàng vàng này là đánh gần hả ta? Phải không? Trời ơi, đi lại đánh là ngủm liền, một phát thôi, one hit. Đâu rồi. Trơn, khúc này là bị trơn. Để mình kiếm người mình đánh mới được. Ở đây có hộp quà nữa. Đó, đọc ra cái năng lượng này tăng lên 50 máu mọi người. Rồi, trong đây thì không ăn được. Ui, trời ơi. Vũ khí trong phòng thính xịn gì. Rồi, mình 900 máu rồi. Đâu, người đâu. Vô đây. Ủa, sao đánh không chết? À, mới hồi sinh như đánh không chết mọi người ơi. Vô đây nè. Ôi, trời. Rồi xong luôn. Ủa sao khó ta, bạn này mạnh quá à. Năng lượng quá trời luôn, cầm cái súng. Đó, và sau một hồi nghiên cứu thì mình cũng đã biết được. À, cây súng nào bắn gần, cây súng nào bắn xa. Rồi cây súng nào bắn ra tuyết nè, bắn ra băng đồ các thứ. Tôi đã biết hết các vũ khí trong đây rồi. Và có những cây là có thế mạnh nhược điểm riêng á mọi người. Đó, hiện tại thì mình đang từ từ mới vô chọn. Thanh niên này muốn làm gì đây? Ôi hút. Trời ơi, vậy mà thoát luôn kìa. Mình đi trên băng nó trơn quá. Đừng hả, ok ra luôn, tha đó mọi người, vườn ơi mở ra. Mình sẽ kiếm cái đâu rồi ta? Từ từ. Rồi. Tôi thấy được một cái vũ khí mà tầm gần lợi hại rồi. Like nha mọi người. Cái con cá mập này tầm gần lợi hại nha. Mình sẽ xuất chiêu với con cá mập này. Đấy. Con cá này đánh chừng hai phát rồi mọi người. Hai phát 500 máu thì chết rồi. Đó, qua bên đây nha. Núp lùm. Núp lùm. Trời ơi, nhiều bạn chơi con cá quá trời luôn kìa. Ăn thêm năng lượng mọi người ơi. Đó, từ từ 700 máu rồi đúng không? Nhiều xíu rồi mình núp. Tạm thời mình đi kiếm máu rồi đã. Rồi, hai thanh niên. Ui.
Trời ơi, chạy nhanh vậy, từ từ. Nó cầm cái súng các bạn ơi. Trời ơi, năng lượng quá trời luôn. Vô mánh, núp lùm, cái này, trời ơi, hụt hụt hụt. Băng trơn quá. Bình tĩnh nha. Cái gì cũng phải bình tĩnh hết. Đâu rồi, Honey nó đâu rồi? Honey nó đâu rồi? Mình hơi hơi bị lắc rồi nè. Chơi cái này là phải né người dẫn đầu nha. Tới màu hiện tại là tới 73 lận. Tới công chuyện thấy một thanh niên đang treo vô mánh búp búp búp. Ừ, một miệng. Kiếm mấy thanh niên mà mới hồi sinh chưa thấy súng á mọi người. Đấy, ba phát thôi. Hai mạng rồi. Ôi ôi, trời, dí mình kìa, dí mình kìa. Đang cầm súng dí mình kìa. Rồi rồi, núp lùm nha, chơi núp lùm. Chơi núp lùm các bạn ơi. Rồi, thanh niên này xác định nè, ba mạng. Từ từ cứ bình tĩnh, mình coi phim thôi, mình coi phim, mọi người chấm dứt cẩn nhau. Vô mánh nè, lợi dụng thời cơ liền. Trời ơi, quá trời năng lượng phía trên luôn. À, phía trên có một bạn cầm cái con cá màu vàng rồi. Mình phải ăn năng lượng trước các bạn. Đó. Rồi, có một bạn vô lùm, chuẩn bị lụm súng. Lại, búp liên, búp liên. Búp. Rồi, xong luôn, hai mạng nữa. Thấy tôi ghê chưa? Được nha, bình tĩnh nha, mình gom năng lượng càng ngày càng nhiều thì mới chiến đấu được với các bạn top 1 lần. Tạm thời mình núp đây rồi, có hai bạn bên dưới. Mới hồi sinh luôn ha. Trời nó, ôi ôi, bị lắc thôi. Ôi, hên 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 hên. Hên hên hên. Qua cầu là xác định liền. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi. Rồi, một bạn hồi sinh bên đây nữa. Vừa hồi sinh vô là chết rồi. Công nhận cái game này gây nghiện nha. Đó đó, trời ơi, chạy 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 chạy. Ui, này thì chạy nè, 8 mạng rồi nha. Hòm hính rơi, mình phải đi xuống. Đi xuống lụm thôi. Ê ơi ơi, trời. Nó má cao quá, gặp cái vũ khí to nữa. Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Bây giờ mình phải vô hồi sinh lại. Đang 8 kill. Hết vũ khí rồi. À, một khẩu súng, khẩu súng. Ui 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 ui. Bậy nha. Rồi rồi, ôi con cá kìa, con cá kìa. Bắn không lại thôi. Top 1 mạnh quá. Kìa cứ top 1 kìa mọi người, mạnh quá à. Từ từ mình phải gom nhiều cái năng lượng vô đó. Đó. Mạnh quá, mạnh quá. Chơi cái này là các bạn phải núp vô mấy cái bụi cỏ mới dễ chiến thắng luôn. Phía trên nha, top 1 phía trên, lên trả thù. Tôi phải lên trả thù mới được. Rồi từ anh em từ từ bình tĩnh, có máu rồi nè. Nạp máu vô liền. Các bạn coi top 1 kìa. Gấp 10 lần mình. 100 kill. Trời ơi. Ow. Chết chưa, chết chưa. Trời ơi, top 1 này thì top 1 hả. Trả thù thành công nha anh em. Trời ơi, ơi, ơi. Trả thù thành công nha, giọt lẹ. Trời ơi, hồi sinh vô trả thù mình cơ. Chiêu miên nha. Chiêu miên. Đừng. Chiêu miên. Trời xong rồi. Ơi ơi. Không tránh khỏi rồi. Tức quá, mình phải vô hồi sinh lại các bạn à. Hồi nãy là trả thù xong rồi, thanh niên nó hồi sinh lại vô xử mình. Từ nha, có hai thanh niên ở đây. Đó. Rồi ôi vô mánh liền. 3.000 mấy rồi. Ui 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 ui. Từ 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 từ. Thôi bị lắc. Chạy chạy. Tấp một ở phía dưới rồi. Mình phải giật lên trên. Đây nha. À, có một cái vũ khí lợi hại rồi. Canh thời cơ nè. Đó. Trời ơi, một phát luôn các bạn ơi. Một phát thôi là thanh niên kia lên đường rồi. Mình sẽ núp ở đây nha. Coi có ai ai đi ngang qua. Chỉ cần núp ở đây thôi. Đói. Trời ơi, kẹt cứng rồi. Rồi, ăn năng lượng thôi. Ba cái năng lượng luôn nè. Đi xuống rồi, có ai không? Hòm thính ở bên dưới. Hòm thính chỗ nào? Có người, có người không? Có người ông ta không ăn hả? Mình sẽ vô lụm. Trời ơi, cái hòm thính này xì ra. Chỉ có vài món à. Bên đây là máu quá trời luôn nè. Đó, ăn máu xong rồi lên đường. Ăn máu lên xong mình lên đường liền các bạn ơi. Núp, chỉ cần núp vô mấy bụi cỏ này thôi. Phía bên này nha, coi có ai không. Rồi rồi rồi, thấy mấy bạn rồi. Thấy mấy bạn rồi. Thấy rồi nha. Ui, xịn cho mọi người.
quá xịn luôn. 18 kêu rồi. Lần đầu chơi thấy tôi hay chưa? Phải mình cái này mình chơi mình phải nghiên cứu mới được. Trời ơi, anh Liên kia ăn một mình luôn kìa. Lên, ôi, lên liền rồi bị bắn thôi. Cứu tôi, kẹt rồi. Ủa sao tôi, ủa, rồi xong được. Ý, trời ơi, tức quá à. Sao tự nhiên tôi biến thành cầm cái bơ vậy? 18 kêu, ui. Rồi rồi, tôi biết bí kíp này ha, tôi biết bí kíp của cái trò chơi này rồi, tôi sẽ đọc cái luật cho anh em xem.